Nhìn sơ qua thì các bạn thấy đây là phiên bản thế nào? Đầu tiên mình sẽ nhận biết nha. Mình sẽ thấy các cái tuyến nó tròn tròn như này á, thì hầu như chỉ có ở từ lớp tiêu hóa thôi. Mình sẽ xác định sơ bộ, đây là một cái lòng ống tiêu hóa nha. Đây là cái lòng của nó đúng không? Đây là các cái lớp niêm mạc nó bị hoại tử, nó bong chóc này, các bạn có hiện tượng xuất huyết này, thấy cái chấm đỏ đỏ này chưa? Đây là các cái hồng cầu của thoát mạch nào, đây là cái hiện tượng xuất huyết đây. Còn cái sự đây là các cái lympho hóa sản, thấy không? Trung tâm nó sáng, còn ngoại vi phần này là nó rất là tối tối đây. Rồi các bạn sẽ xem cái sự mất liên tục của lớp niêm mạc nó là như thế nào. Bình thường á, thì lớp niêm mạc của mình nó sẽ có một hàng lớp tế bào chất nhảy ở đây các bạn. Các bạn nhìn thấy cái phần này không? Phần này nó vẫn còn vài một lớp niêm mạc bề mặt này, thấy không? Còn xung quanh đây thì nó bị bong chóc, nó hoại tử mất rồi. Thậm chí các cái tuyến này nó chỉ còn có một nửa thôi các bạn, tức là nó bị mất đi rồi. Tương tự như vậy, ở phần phía bên này á, các bạn sẽ thấy đây là các tuyến ở sâu là thể vẫn còn này. Còn các tuyến trên bề mặt này nó bị bong đi rồi. Đây là một lớp tế bào bề mặt đang bong này, thấy không? Còn cái này thì nó bị mất luôn rồi, nó hoại tử, nó bong hết rồi. Ok chưa? Đấy là cái phần niêm mạc lòng ống. Đi sâu xuống á, thì mình sẽ có đến cái lớp cơ. Lớp cơ và cái lớp thanh mạc bị xung huyết thì mình sẽ tìm những cái vùng niêm mạc bị xung huyết để mình coi. Khi xem vật kính này thì mình sẽ ưu tiên xem vật kính 4 các bạn, bởi vì mình có thể nhìn được hẳn một cái lòng của nó, lòng ruột thừa đó. Rồi sau đó mình sẽ tiến triển ra xa xa một chút. Các bạn sẽ thấy các lớp cơ nó bị tách ra các bạn, thấy không? Đây là một dải cơ này, đây là một dải cơ, nó bị tách ra ở giữa này đó, các cái trắng trắng đây, các cái tế bào lympho nó sẽ nhỏ nhỏ đây các bạn, nó sẽ thấm nhập vào cái lớp cơ này. Đây là một cái đặc điểm rất quan trọng trong chẩn đoán viêm ruột thừa, bởi vì bình thường thì cái lympho bào nó rất là hầu như là không có trong cái lớp cơ nha các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy các lớp cơ nó bị tách ra, còn đâu các cái lympho bào đây, các cái chấm chấm nhỏ nhỏ đen đen này các bạn, nó sẽ tập trung, nó sẽ xuất hiện ở dưới các lớp cơ này, thấy không? Tương tự như vậy, đó. Đây là cái hiện tượng phù ở trong cái lớp cơ và thấm nhập tế bào viêm vào trong lớp cơ. Bình thường các tế bào viêm này nó có thể xuyên, nó thấm nhập từ cái lớp cái lòng ống tiêu hóa của bạn, nó xuyên qua lớp cơ và có thể nó gây viêm hoại tử và nó thủng ruột luôn. Rồi tiêu bản ruột thừa thì các bạn còn xem cái gì nữa không? Còn muốn xem cái gì khác không? Rồi cơ bản rồi nha. Cái lớp thanh mạc bị xung huyết đấy các bạn, thì nhìn ở trong đây thì nhìn chúng ta thấy rất là rõ luôn. Các cái mạch máu bị xung huyết, lòng nó chứa rất là nhiều hồng cầu các bạn, và thậm chí là có rất là nhiều cái bạch cầu nó ở trong đó. Đó, các mạch máu bị xung huyết. Tiếp theo mình sẽ qua tiêu bản viêm lao. Viêm lao thì các bạn sẽ phải quan sát ở vật kính 4 để nhìn được rõ được các cái chất ngoại tử vỡ đậu ha. Đây là một cái lao hạch, vì vậy nó sẽ còn cấu trúc tương đối, cấu trúc hơi có cấu trúc của một chút của một cái hạch. Ví dụ đây, đi từ ngoài vỏ hạch vào bên trong thì mình sẽ thấy lớp vỏ sơ ngoài này, xong bắt đầu là có các cái tế bào lympho ở gần vỏ này. Ở cái hạch ấy, thì nó sẽ có các lympho ở gần vỏ, nhưng mà ở đây thì lao, do lao hạch thì nó sẽ bị xóa hết cấu trúc rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy các cái con đại bào 22 ở đây, đó, một con này, nhân nó ở ngoại vi này các bạn. Tương tự như con này chẳng hạn, nhân nó ở ngoại vi, đây, nhân nó ở ngoại vi. Thấy không? Hình cung đây các bạn, còn hình bóng lửa đây. Đi sâu vào trong chút nữa thì sẽ bắt gặp các cái vùng mà nó tương đối đồng nhất, bắt màu hồng và vô định hình, thì đây là chất hoại tử vỡ đậu. Ở trường hợp này, hạch này thì hầu như là chất hoại tử vỡ đậu nó chiếm gần hết cái hạch này các bạn, vì thứ rất là nhiều và đi sâu vào bên trong thì cũng gặp toàn là chất hoại tử vỡ đậu đấy các bạn, đó, chất hoại tử vỡ đậu xuyên suốt luôn. Rồi sau đó đi sang qua phía bên kia thì các bạn sẽ thấy một cái vỏ hạch ở bên đó, đó, đây là cái vỏ hạch, rồi đi sâu vô mình cũng sẽ thấy. Còn về khái niệm về cái vành đai lympho thì các bạn hiểu
đơn giản là khi có một cái nang lao nó hoàn thành á, thì nó sẽ có chất hoại tử bắt đầu ở giữa, và xung quanh của nó là các cái tế bào miễn dịch, có một cái rất là nhiều tế bào miễn dịch ở xung quanh, thì nó sẽ tạo thành một cái vành đai lympho. Ở đây thì các bạn thấy tương tự như vậy, thì ở đây sẽ có rất là nhiều lympho bào nó tập trung xung quanh cái chất hoại tử bắt đầu, kèm theo đó là các cái tế bào lân cận hang chẳng hạn. Đó, tương tự như cái này thì mình sẽ gọi nó là cái vành đai lympho. Trong đây thì nó có nhiều cái tế bào miễn dịch và các tế bào sơ sợi các kiểu. Nó đây là một cái hình ảnh của một cái nang lao điển hình. Đổi màu chuột lại thành màu khác được không thành? Cái màu trắng hơi khó nhìn nữa. Đổi màu dạng hả? Dạ, đổi màu của con chuột anh. Cái này thành chữ rồi. Ok chưa? Về cái nang lao thì mình chỉ quan sát được thôi các bạn. Một cái nang lao điển hình. Khi nói cái nang lao điển hình á, thường thường ở cái lao rất nhiều vị trí các bạn, lao phổi, lao hạch. Ở đây là trường hợp mình quan sát trên lao hạch. Vì vậy, cái vành đai lympho nó dễ bị nhầm lẫn với các cái tế bào lympho của hạch, đúng không? Vì hạch bình thường nó có nhiều tế bào lympho rồi. Khi có những cái nang lao ở các cái cơ quan khác, ví dụ như là phổi hay là ruột chẳng hạn, thì cái vành đai này mình sẽ nhìn rõ hơn. Nhưng mình phải hiểu bản chất của nó là như vậy. Chỉ là một vành đai các tế bào miễn dịch xung quanh chất hoại tử bao động, thì mình gọi nó vậy thôi. Nó sẽ khu trú cái nang lao lại. Tiếp theo về u nhú thì cái tổn thương này thì khá là dễ quan sát đúng không? Mục tiêu của mình chỉ là quan sát các cái cấu trúc tương đối bình thường của nó và các cái trục liên kết. U nhú thì bất cứ tiếp cận cái tiêu bản nào thì các bạn cũng phải quan sát theo thứ tự, tức là từ cái vật kính 4 tới vật kính 10. Nhìn ở đây, đây là một cái cấu trúc bình thường của cái lớp biểu bì ha. Đầu tiên thì mình sẽ nói và gặp nó là cái hàng tế bào đáy. Hàng tế bào đáy nó xếp một hàng ở đây các bạn. Có thể là tế bào vuông hoặc là tế bào thấp thì nó cũng xếp một hàng ở đây. Lên tiếp theo là các cái đám tế bào vảy. Lên tiếp theo nữa là theo thứ tự thì chúng ta có 5 lớp đó. Đáy, vảy, rồi hạt, bóng, sừng. Tuy nhiên thì cái lớp bóng ở cái da mỏng này thì rất là khó nhận biết, hầu như mình không biết, mình không có thấy được, nó chỉ xuất hiện hầu như ở da dày thôi các bạn. Vì vậy mình sẽ thấy cái cấu trúc bình thường của da mình đây, nó là cấu trúc trên bề mặt của da mình hàng ngày á, đó là lớp đáy, lớp vảy, rồi hạt bóng sừng. Các tế bào đáy này nó sản sinh tạo ra các tế bào ở phần trên, đó là cái lớp vảy đây. Lớp vảy nó sẽ trưởng thành dần, nó lên dần, nó sẽ trưởng thành và nó thoái hóa, nó chết đi. Nhân nó tiêu biến và nó chết đi thì nó sẽ tạo thành cái lớp sừng ở trên bề mặt da các bạn ở đây. Ok chưa? Khi tiếp theo qua cái phần khi cái lớp biểu bì này đó, nó quá sản lên, bởi vì dinh dưỡng á, các cái lớp biểu mô này các bạn biết là dinh dưỡng nó bằng cái hình thức thẩm thấu. Vì vậy dinh dưỡng ở đây nó sẽ thẩm thấu qua cái lớp này, nó đi lên nó nuôi lớp tế bào vảy ở đây. Vì vậy khi có cái hiện tượng quá sản cái lớp tế bào vảy này á, thì các cái mô liên kết nó phải trục đi theo, nó lội lên theo để nó nuôi cái phần tế bào vảy nó bị quá sản, tạo thành các cái trục liên kết. Đó. Tương tự như vậy, đây là một cái trục liên kết mình cắt dập ra thì nó sẽ có hình này. Còn đây là các cái hình này, còn đây thì các cái trục liên kết, các cái nhú mà mình cắt ngang cái chân của nó thì nó có thể hình oval hoặc là hình tròn. Đó, tương tự đây. Rồi, ok chưa? Tiếp theo á, khi các cái tế bào vảy này nó bị ung thư ấy, các bạn, nó sẽ bị ung thư thì nó sẽ phá vỡ cái màng đáy này và nó sẽ chui xuống cái lớp niêm mạc đây. Nó tạo thành các đám tế bào ung thư trong niêm mạc. Vì vậy nó bị gọi là nó bị phá vỡ cấu trúc. Sang cái tiêu bản tiếp theo, tiêu bản K7 thì các bạn sẽ thấy các cái da của mình nó không còn đủ 5 lớp này nữa, nó không còn cấu trúc như này nữa, mà nó sẽ tạo cái đám tế bào ung thư ở dưới cái phần này, do nó phá vỡ cái màng đáy ở đây, cái màng đáy nó sẽ phá vỡ, nó chui xuống. Mình sẽ quan sát sâu kỹ hơn một chút về cái lớp màng đáy nhá. Các bạn sẽ thấy nó là một cái lớp hàng rất là dễ nhìn. Nhìn rõ không các bạn? Thấy mờ mờ hay đúng không?
bắn là bỏ qua đi, mình nhìn sơ sơ được rồi. Thì mình nhìn sơ sơ được là cái hàng rào của nó đúng không? Một lớp đây, đó, một lớp hàng rào đây, nó sẽ vuông góc lại bàn tay các bạn. Thấy sương sương không các bạn? Đó. Còn các tế bào gai đây thấy không? Nhân này, các nhân này nó tương đối giống nhau các bạn. Đó, đây là hàng rào tế bào gai. Vật kính lớn quá, các bạn thấy. Ở đây thì các bạn sẽ thấy hơn, mình hiểu rõ cái màng tái của nó. Đó, cái chơi màng tái vừa lớn tế bào đen các bạn thấy đợt này nó sẽ thành một hàng đây, nó sẽ tiếp xúc với cái mô liên kết các bạn. Đó. Rồi qua cái K7 ha. K7 thì mình quan sát cái gì nhỉ? Mình sẽ thấy đây là một đám tế bào ung thư đúng không? Còn đây là mô liên kết xung quanh này, đó. Hầu như là cái đám tế bào ung thư này nó lọt vào trong mô liên kết rồi các bạn. Đây là cái lớp sừng của mình đúng không? Đây là cái lớp sừng trên vùng này, đây là cái bề mặt của nó. Xuống dưới, sâu dưới các bạn sẽ thấy các tế bào ung thư nó sẽ xuyên qua màng đáy các bạn, nó chui dần xuống đây này, thấy không? Nó men xuống đây và nó sẽ xuống phần dưới cái lớp niêm mạc này, đó. Thấy chưa? Nó xuống, nó xâm lấn xuống, nó sẽ tạo thành các cái đám tế bào ung thư ở trong các cái niêm mạc, thấy không? Đó, tương tự đây này, đó, thấy không? Cái ung thư mình coi ấy, cái ung thư K7 mình coi ấy, là cái ung thư 7 biệt hóa tốt, tức là sao? Tức là biệt hóa tốt tức là nó có vẫn còn cái chức năng gần giống như tế bào bình thường, nghĩa là nó vẫn có thể tạo được các cái chất sừng. Mà tìm cái cầu sừng cho các bạn nhìn nó điển hình thì nó hơi là khó ha. Ví dụ trường hợp này xảy ra thì mình sẽ thấy chất sừng đâu đây? Sừng quá đó. Nếu chẳng hạn đây là một cái cục sừng các bạn, tế bào xung quanh của nó hình như là bay hết rồi nha. Đó, tương tự như đây không vậy? Đây cũng là một cái đám sừng đây. Tương tự như vậy. Đây cũng là một cái đám chất sừng rất là lớn, các tế bào đang hình thành, nó đang kết tinh cho các bạn, nó tạo thành cái chất sừng này. Còn về các cái hiện tượng mạch máu tân sinh chẳng hạn, như các bạn biết đó, thì bình thường cái quy luật độc tồn của cơ thể tức là nó chỉ đủ cung đủ cầu thôi, tức là từng đó số lượng tế bào bình thường thì sẽ có một số lượng mạch máu tương ứng tới nuôi đủ thôi. Tuy nhiên khi ung thư rồi thì các tế bào ung thư nó quá xả lên, sau đó nó sẽ tiết ra các cái chất kích thích các cái mạch máu nó tân sinh lên đi cùng để nuôi nó. Ví dụ đây các bạn sẽ thấy rất nhiều mạch máu này đúng không? Đó, bởi vì chấm đỏ này nó là hồng cầu của các bạn, mạch máu quá xả đó.
đây là một cái vùng hoại tử trung tâm ô nhá. Hoại tử trung tâm này, các bạn thấy xung quanh của nó là rất là nhiều tế bào đại tử. Xung quanh của nó là các tế bào ung thư đấy các bạn. Tuy nhiên vì một cái lý do nào đó hoặc là các cái trung tâm u, trung tâm với cái đám tế bào ung thư này thường là cái nơi xa với cái mạch máu nhất. Ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy các cái mạch máu nó ở đây. Cái trung tâm u này nó xa mạch máu nhất, có thể là nó sẽ không nhận được các chất dinh dưỡng từ các cái mạch máu, từ cái nguồn nuôi, vì vậy nó sẽ hoại tử ở giữa một cái đám tế bào u này. Đây là một cái vùng hoại tử ở giữa u đây các bạn. Nhìn rộng ra thì các bạn sẽ thấy ha.